Vâng, xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị đã đến với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng của em Việt Ca với hotline tư vấn là 0968228889 và địa chỉ của em Việt ở số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương các bác nhé. Vậy thì tiếp tục ngày hôm nay mang tới cho các bác một lựa chọn trong dòng xe phân khúc hạng C đến từ một cái thương hiệu của Mỹ, đó là Chevrolet. Một chiếc xe luôn được đánh giá cao về cái form dáng thiết kế nam tính, mạnh mẽ, trẻ trung. Đi kèm với đó là cảm giác lái đầm chắc và đặc biệt là thân vỏ thiết kế cực kỳ là dày dặn, rất là phù hợp cho quý anh chị nào chúng ta muốn mua để sử dụng đi gia đình. Thì nhưng với một số tiền rẻ hơn so với đối thủ rất là nhiều. Đấy, vâng, và một chiếc xe được sản xuất năm 2016 nhưng các bác hiện tại chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng hơn 300 triệu một chút, các bác đã có thể sở hữu chiếc Cruise tuyệt đẹp phiên bản số sàn đang có mặt tại showroom của bên em. Về tình trạng xe thì cam kết với các bác là con này không có một lỗi nhỏ quý anh chị nhá. Bao zin cho các anh chị toàn tập, vâng, bao check chính hãng toàn quốc cũng như là sẽ cam kết bảo hành cho quý anh chị trong vòng 1 năm sử dụng tiếp theo. Vậy thì ngày hôm nay xin mời các bác chúng ta hãy cùng em đi vào đánh giá chi tiết về chiếc Cruise phiên bản số sàn sản xuất năm 2016. Vâng, xe được trang bị động cơ 1.6 và đang có sẵn tại showroom của em Việt để xem chất lượng nó ra làm sao và liệu nó có xứng đáng với cái số tiền khoảng hơn 300 triệu một chút để các anh chị chúng ta sở hữu nó hay không. Có thể nói rằng những sản phẩm đến từ các thương hiệu của Mỹ thì chúng ta thấy nó có luôn có những nét đặc trưng riêng, đó chính là những cái thiết kế rất là cứng cáp và những đường gân dập chỉ dập nổi trên thân xe, nó phô diễn cái cơ bắp, đúng không ạ? Đó, và ngay với chiếc Cruise này thì quý anh chị chúng ta cũng có thể thấy điều đó qua thứ nhất đó chính là một cặp đèn pha thiết kế rất là to bản và khác hẳn hoàn toàn so với những dòng xe Nhật, xe Hàn, đúng không ạ? Và anh chị có thể đi ngay vào chi tiết để thấy được cái chất lượng đèn pha của xe này. Phải nói là một chiếc xe 2016 mà đến bây giờ các bác thấy là đèn pha của nó vẫn còn trong vắt như pha lê vậy, như là mới xuất xưởng từ ngày hôm qua thôi. Đấy, vâng, em quay luôn ở hai bên để cho quý anh chị có thể thấy được cái chất lượng hiện tại của hệ thống đèn pha của chiếc xe này, nó đẹp long lanh đến như nào. Mặt ca lăng thì chúng ta thấy là họ chia làm hai tầng. Đấy, và có thể nói là chiếc xe này nó có một cái đường nét khá là cuốn hút và không hề bị lỗi thời theo thời gian. Đấy, đến bây giờ chúng ta nhìn chiếc xe này nó vẫn còn rất đẹp mắt, đúng không ạ? Phiên bản này đời 2016 thì Cruise cũng đã được trang bị đèn LED định vị ban ngày, đèn gầm là đèn bi cầu. Đấy, các anh chị nhá. Và các bác có thể thấy một lần nữa phần đầu chiếc xe này thực sự rất ấn tượng với những cái đường gân dập nổi trên lắp cabo. Đấy, hay là những cái chi tiết ở trên mặt ca lăng thiết kế vô cùng thể thao. Xe được trang bị la răng 5 chấu kép hình ngôi sao, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Đặc biệt là dòng xe này khác với những đối thủ phân khúc hạng C được trang bị lốp mỏng thể thao, thì riêng dòng Cruise chúng ta có thể thấy là nó được trang bị lốp dày. Lốp dày thì bao giờ nó sẽ giúp chiếc xe đi nó sẽ êm ái, ít sóc, cũng như là giảm thiểu cái tiếng ồn khi mà vọng vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe. Và các anh chị có thể thấy là xi nhan cũng đã được tích hợp ở trên gương chiếu hậu rồi. Đấy, và khi mà chúng ta nhìn từ cái phần ngang này thì các bác cũng thấy được những đường nét thiết kế của chiếc Cruise nó khá là ấn tượng, đúng không ạ? Vậy tiếp tục xin mời quý anh chị chúng ta hãy cùng em đi về phần phía sau của chiếc xe này. Đấy, để xem nó như nào. Và quý chị có thể thấy, vâng, đây khi mà chúng ta nhìn nghiêng như này thì các bác thấy là cái phần đuôi phía sau của chiếc xe này nó cũng thiết kế rất là cứng cáp với một cụm đèn hậu quá tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đấy, các thiết kế những chi tiết của trên xe này, vâng, thực sự là ấn tượng. Và so với những cái dòng xe phân khúc hạng C đến từ Hàn, từ Nhật thì có thể nói là Cruise thì mang tới chúng ta cái cảm giác thiết kế nó nam tính hơn rất là nhiều. Đấy, vâng, và đây là phiên bản Cruise NT số sàn các bác nhá. Và phía sau xe thì các anh chị thấy là một chiếc xe nó cũng mang tới một chút cái sự sang trọng khi mà chiếc xe nó được trang bị thêm một cái lẹp chrome ở phía dưới đây. Đấy, và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau cũng đã được trang bị rồi. Đó, vâng, một chiếc xe cũng không thể thiếu một cái option gì, đúng không ạ? Đấy, và xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng em ngắm nhìn một lần nữa ngoại thất của chiếc xe này trước khi chúng ta đi vào không gian nội thất để xem chất lượng hiện tại của nó ra làm sao các bác nhá. Vâng, và với một cái số tiền chỉ có hơn 300 triệu cho chiếc xe này ngày hôm nay thôi. Vâng, thực sự là với số tiền đó có lẽ là chúng ta chỉ nghĩ đến những cái mẫu xe phân khúc hạng A nhỏ nhắn, đúng không ạ? Không gian hơi chật chội. Nhưng mà đây là một chiếc xe phân khúc hạng C. Đó. Vậy tiếp tục xin mời quý anh chị chúng ta cùng em đi vào không gian nội thất để xem chất lượng nó ra làm sao các anh chị nhé. Vâng, và xin mời quý anh chị chúng ta hãy cùng em đi vào không gian nội thất của chiếc Cruise phiên bản số sàn sản xuất năm 2016.
Và chúng ta thấy ngay được một cái điều, đó chính là nội thất của chiếc xe này, thứ nhất là nhìn khá là thể thao, và cái thứ hai là nó cũng không hề kém cạnh về độ sang trọng, đúng không ạ? Vậy thì đây, ngay kể cả khu vực bản tappi cánh cửa bên phía lại, chúng ta cũng có thể thấy là chiếc xe này nó sử dụng thứ nhất là vật liệu nhựa này, kết hợp với ở phía dưới đây là da, và một cái tay lắm cửa thì mạ chrome rồi. Đó, và anh chị thấy là cái phím bấm đây ạ, theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn rất là sắc nét, cũng được trang bị gương kính chỉnh điện và gập gương tự động. Đấy, con này thì khẳng định với các bác là bao zin cho các chị toàn tập. Và các chị thấy là từ những ốc bản lề đây, đấy, rất là chắc chắn. Một cái điều khá là thú vị của dòng xe này thì các bác có thể nhìn ngay là ở trên cái cửa cho xe thôi, nó cũng có một cái lớp răng nỉ và một lớp răng cao su. Cái răng nỉ này thì chúng ta hay nhìn bắt gặp ở trên những dòng xe của Mẹc thì đúng hơn, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái kết cấu này nó sẽ giúp, thứ nhất là khi chúng ta đóng cửa, cái độ êm ái đấy, nó là xe rất là ok. Và cái thứ hai là nó sẽ giúp tăng khả năng cách âm cho chiếc xe. Đấy, các chị nhớ. Đấy, điều này nó sẽ giúp chiếc xe, có thể nói là Cruise cũng là một cái mẫu xe được đánh giá cao về khả năng cách âm. Vậy thì tiếp tục đi mời về phía đây thì anh chị có thể thấy là chiếc xe này, từ những con ốc cánh cửa này, chốt khóa này, hay những cái tem mác, tất cả đều zin nguyên bản 100%. Đó, bao check chính hãng toàn tập cho quý anh chị để các anh chị chúng ta yên tâm, được chưa ạ? Và khi chúng ta nhìn vào khu vực bản táp lô thì các anh chị cũng có thể thấy đây là hệ thống đèn này, chỉnh đèn ở đây. Đấy, nó không phải là ở trên cái cần này đâu các bác nhá. Chúng ta có thể chỉnh đèn ở đây. Đó, vô lăng thì tích hợp vài những tính năng cơ bản như tăng giảm âm lượng, tắt âm, được chưa ạ? Đó, và cụm đồng hồ hiển thị, một cái màn hình đơn và có đầu đĩa CD rồi. Đấy, radio. Và các bác có thể nhìn thấy là cái chi tiết ở trên khu vực bản táp lô của xe này nó còn rất là mới, và hệ thống điều hòa chỉnh chúng ta có thể chỉnh phía dưới này. Đó, thiết kế rất nam tính và cứng cáp, đúng không ạ? Đó, và chúng ta có thể nhìn thấy là trần của chiếc xe thì cũng đã được chủ nhân cũ bọc ni lông khá là cẩn thận và giữ gìn. Và em có thể ngồi vào bên trong. Đó, một cái tư thế ngồi rất là thoải mái và có thể nổ máy cho các bác để các anh chị có thể cảm nhận thấy, và tiếng máy nổ rất êm. Đấy, và những cái thông tin các anh chị thấy này, đó, hiển thị rất là sắc nét các bác nhá. Đó, con này thì mới lăn bánh khoảng 6,8 thôi. Đấy, các anh chị thấy là chỉnh điều hòa rất ok, đúng không ạ? Và một chiếc Cruise phiên bản số sang, một dòng xe đến từ nước Mỹ. Và tiếp tục xin mời các bác chúng ta có thể đi về phần phía sau để xem. Và các bác có thể thấy vào một chiếc xe phân khúc hạng C thì đương nhiên là khoảng là nó mang cho chúng ta một cái hàng ghế thứ hai khá là rộng, đúng không ạ? Rất là rộng rãi để cho các bác, riêng con này thì các anh chị có thể đi ngồi 4 người lớn cũng được, không hề chật chội một chút nào cả. Đó là một ưu điểm, đúng không ạ? Vâng, khác biệt so với những cái dòng xe cỡ nhỏ phân khúc hạng A. Đấy, và với cái tầm tiền hơn 300 thì thường chúng ta hay nghĩ đến phân khúc hạng A thôi, đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục với cái phần cốp phía sau nữa để cho các bác có thể kiểm tra được một cách toàn diện, thì các anh chị có thể đi ngay đến phần cốp phía sau của xe này. Thì các bác thấy là một cái khoang cốp rất là rộng, và chúng ta nhìn những cái chi tiết như là cái nỉ thị thảm sàn nguyên bản của nó đây. Đấy, chủ nhân cũ người ta đi rất cẩn thận và giữ gìn nên là nó vẫn còn sạch đẹp như mới tinh như này. Đấy, và lốp dự phòng cũng như là đồ đạc kích kiếc thì gần như là chưa sử dụng các bác nhá. Đấy, và tôn sắt thép ở phía phần cốp nó còn zin nguyên bản, nó không bị xô lệch, không bị méo mó, thì nó sẽ chứng tỏ là chiếc xe nó không bị đâm xô, không bị tai nạn. Đó, vâng, quá tuyệt vời rồi cho một chiếc xe sản xuất năm 2016 về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe. Có thể nói là nó đang có cái độ mới lên tới hơn 80%, đúng không ạ? Vậy thì để có thể đánh giá một cách toàn diện nhất về chiếc Cruise này thì xin mời các bác chúng ta hãy cùng em kiểm tra khoang động cơ, cỗ máy cũng như là trái tim của chiếc xe này ngày hôm nay các bác nhé. Vâng, và xin mời quý anh chị chúng ta hãy cùng kiểm tra khối động cơ 1.6 E-Tech đến từ thương hiệu Chevrolet của Mỹ. Tất cả những sản phẩm mà em Việt bán ra thì đều cam kết với các bác là máy số zin nguyên bản. Đấy, không bị ngập nước, không bị ra máy, để cho các anh chị chúng ta yên tâm các bác nhá. Và với con này thì cũng không phải là ngoại lệ đâu. Các anh chị có thể kiểm tra ngay từ những chi tiết bằng da máy còn tươi sáng này. Đấy, chúng ta có thể nhìn vào những cái con ốc ở phía bên trong để thấy được cái chất lượng hiện tại của xe này nó như nào. Đó, và bao zin cho các anh chị toàn tập. Vâng, lỗi các bác có thể trả xe và em hoàn lại tiền 100% để cho các bác yên tâm khi mà các bác tin tưởng lựa chọn những sản phẩm của bên em. Vậy thì chất lượng của xe này đã thực sự ok rồi. Chúng ta hãy đến cái phần báo giá và một số tiền rất nhỏ trong ngày hôm nay để quý anh chị cũng có thể sở hữu mẫu xe này thôi. Vâng, vậy thì ngày hôm nay với mức giá cho chiếc Cruise số sàn 2016
bên em đang chào bán cho các bác với giá chỉ còn có 335 triệu, có hỗ trợ thương lượng cho các anh chị nào thiện chí chỉ cần nhấc máy và alo trực tiếp cho em Việt theo số hotline 0935 32333 đấy, hoặc đến với hoặc là 0968228889 hoặc đến với địa chỉ của em Việt ở số 3 An Định, thành phố Hải Dương các bác nhé. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý anh chị với buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của em Việt. Chúc các bác chúng ta có một ngày mới thật vui vẻ. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để cập nhật nhanh nhất những sản phẩm của bên em. Và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những lần giới thiệu xe tiếp theo.